cũng như là đây một số những cái sản phẩm age lock về cho dưỡng da. Ví dụ đây là cái bộ mà facial package á, là những cái sản phẩm như là Too Faced Ultra, mọi người thấy đây là những cái người thật việc thật. Tập đoàn Nu Skin là tập đoàn được niêm yết ở trên thị trường chứng khoán New York Exchange, nên tất cả những cái hình ảnh của Nu Skin đưa ra là phải thật, không có được Photoshop, không có được xạo. Là tại vì mọi người biết nếu mà SEC là cái cơ quan mà quản lý chứng khoán Hoa Kỳ hay những cái tập đoàn mà cạnh tranh của Nu Skin mà nó dư sức, nó phát hiện được cái này có Photoshop hay không, nó chỉ cần phát hiện cái hình của bà N này mà bị Photoshop một cái thôi, nó kiện một cái tập đoàn Nu Skin đóng cửa liền nha. Toàn bộ á, bà N này á, là một cái người mà distributor ở bên Mỹ này, hãy gặp bà là coi như cứ mỗi một tháng bà về cái hội nghị bên này hãy được gặp hết. Mọi người thấy được cái sự khác biệt khi bà sử dụng không? Hai bên cái má tí xíu nữa, Bích Ngân cũng như các cái chuyên gia về mỹ phẩm mình bên đó sẽ có thể làm demo cho mọi người được. Ok, cũng như là tí xíu mọi người sẽ được biết đến cái máy á, mà ASOS Galvanic Spa rất là tuyệt vời. Tí xíu nó Bích Ngân cũng sẽ giải thích thêm cho mọi người khi làm demo đó. Và chỉ nói mọi người thôi, những cái siêu sao Hollywood của Hoa Kỳ giống như Brad Pitt hay là Tony Braxton nè, rồi là Nicole Kidman là đều đã xài những cái máy này và đều rất là thích. Và thậm chí Brad Pitt là còn nói là cái mà bí quyết để mà giữ cho Brad Pitt mà trẻ lâu mà đẹp trai đẹp lão giống vậy đó là do cái máy ASOS Galvanic Spa. Ok, đây là cái ASOS dành cho cơ thể, đây là cái bộ mà Galvanic Body Spa ha. Thì cái này đó là mọi người thấy là cái nếp nhăn mà ở bắp tay nè, cũng như là ở cái bụng là bị nhăn đó, là mình sử dụng cái máy này đó thì sẽ giúp cho nó giảm những cái nếp nhăn này, rất là tuyệt vời. Ở khi 6 tuần sử dụng mình thấy được cái sự khác biệt của nó. Cái đặc biệt nhất á, là bây giờ thì tí xíu nữa khoa học gia Hana Hành Trần cũng sẽ giải thích cho mọi người nhiều về cái này đó, là cái dòng sản phẩm ASOS TR90, có nghĩa kêu là Transform 90, có nghĩa là nó kêu là nó sẽ chuyển hóa được cái hình dạng cơ thể của mình trong 90 ngày đó. Đây là cái bộ sản phẩm mà giúp á, là để mà cơ nghiêu là giảm béo đó. Ok, nó kêu là fat loss chứ không phải là hẳn là weight loss nữa. Nó giúp giảm béo mà nó có thể là tác động được thẳng vào trong cái biểu hiện gen của mình đó. Và cái này hoàn toàn là sold out ở thị trường Hoa Kỳ và thế giới vừa rồi. Và mọi người biết là tháng 7 này á, 2014 ở Việt Nam đó, là nó sẽ ra lại cái dòng sản phẩm này, nên hãy rất muốn tí xíu để mọi người sẽ tìm hiểu thêm với Phạm và Hana để biết tại sao mà cái dòng sản phẩm này nó sold out đến như vậy. Và tí xíu hãy kỹ hơn cho mọi người ha. Đây là cái kết quả của cái ASOS TR90 đó, mọi người thấy không? Đây là những cái hình ảnh á, là không phải chỉ có giảm cân không cho mọi người, mà cái này là nó còn là giúp cho mình là nó giảm mỡ. Cái quan trọng của TR90 là nó tác động vào cái mỡ của mình, mà đặc biệt là cái mỡ nội tạng. Tí xíu nữa là các anh chị em sẽ được mọi người ở bên Việt Nam hướng dẫn đo cái mỡ nội tạng đó. Cái mỡ nội tạng chính là cái mà nguy hiểm nhất, nó là gây ra những cái căn bệnh mà coi như là tiểu đường, tim mạch hay đột quỵ. Tí xíu hoặc gia Hana anh Trần cũng sẽ giới thiệu cho mọi người. Ok, nên cái này là rất là tuyệt vời để mà có thể giúp cho mọi người thấy được cái sự khác biệt. Ok, và mọi người thấy nha, tất cả những cái dòng sản phẩm ASOS á, ở vừa rồi Hải vừa mới nói đó, ở bên Mỹ này đó là nó có chính sách là minh bạch guarantee, có nghĩa là nếu mà nó sử dụng mà không thấy được cái hiệu quả đó là nó sẽ hoàn trả lại tiền hết, là chính sách bên Mỹ này. Ở Việt Nam hiện nay nó mới vào nên là nó chưa có chính sách đó, hy vọng là trong cái thời gian tới thì nó sẽ có chính sách đó. Nhưng mà để cho mọi người thấy được là cái thị trường 300 mấy chục triệu dân ở Mỹ á, mà nó dám đưa ra chính sách money back guarantee thì á, là coi như phải biết là cái sản phẩm nó chất lượng như thế nào. Cũng như là Nu Skin là đến năm nay là 30 năm thành lập rồi, nó đã có hàng trăm những cái sản phẩm khác nhau. Nó có cả những cái sản phẩm ngoài ASOS, giống như là bây giờ Nu Skin nó có những sản phẩm về Nu Skin là về mỹ phẩm, rồi xong rồi nó có những sản phẩm về Pharmanex là về dược phẩm thuốc bổ, rồi xong rồi nó cũng có những sản phẩm mà trong gia đình hàng ngày giống như là kem đánh răng hay là dầu gội đầu, những sản phẩm bôi gót chân, những cái sản phẩm mà giúp cho con nít từ bà có thai đến con nít rồi đến người lớn, tất cả đều có hết. Thì các anh chị em sẽ được coi như là hàng trăm sản phẩm của nó để mà mọi người sẽ thấy, và luôn luôn nó khẳng định được cái sự khác biệt trong mỗi cái dòng sản phẩm của nó ha.
Ok, thì đây á, là cái chu kỳ mà sáng tạo với những cái kỹ thuật A-slot. Để như Hải vừa mới nói, A-slot hiện nay nó vừa mới ra xong, nên là bây giờ nó cái phát triển của A-slot á, nó giống y như á, là Apple đó. Mọi người thấy là Apple á, cứ mỗi một năm nó ra những cái mà sản phẩm mới, ví dụ như iPhone 5, iPhone 5S, rồi xong iPhone 6 đó, thì thằng Nu Skin nó cũng là như vậy. Với A-slot bây giờ mỗi một năm nó sẽ ra những cái dòng sản phẩm mới, nên không bao giờ chúng ta cảm thấy là chúng ta bị vô sau hay vô trễ với Nu Skin hết. Để giống như nếu mà mình mà không mua được cái iPhone 5S á, thì giờ mình cứ đợi là tự nhiên vài tháng nữa iPhone 6 ra, thì cuối cùng mình cũng sẽ có cái iPhone 6 là cái mới nhất. Thì Nu Skin cũng vậy, hiện nay với A-slot á, là nó ra liên tiếp những sản phẩm mà nó đã có cái kế hoạch là ra sản phẩm đến năm 2020. Đặc biệt là những năm tới nó có những sản phẩm rất là độc đáo. Và hãy nghe nói là năm 2017 á, nó còn ra những cái dòng sản phẩm để mà nó có như customize, có nghĩa là nó dành riêng cho từng người để mà giúp cho đạt được cái hiệu quả cao nhất để mà phòng ngừa bệnh tật của mình ha. Và với Nu Skin thì nó có chiến lược phân phối rất là độc đáo, nó kêu là LTO, là Limited Time Offer, là coi như là phân phối mà có giới hạn đó. Thì Nu Skin nó không có ra mà đại trà một lần, mà nó sẽ ra là có giới hạn thôi, để mà cho là thử nghiệm cho những cái nhà phân phối cũng như là cho một cái số lượng khách nhỏ thôi. Nhưng mà giới hạn như vậy nhưng mà doanh thu rất là cao. Mọi người thấy nha, từ cái thời mà những cái A-shop nó ra đó, như là Transformation là nó ra 17 triệu, xong rồi đến R-Square là 110 triệu, vừa rồi cái TR-90 đó là doanh số của nó là 550 triệu đô chỉ trong vòng vài ngày, và nó sold out là bán sạch ở trên toàn cầu luôn. Để mọi người biết là cái dòng sản phẩm nó kinh khiếp như thế nào, một sản phẩm chỉ trong vòng một ngày mà doanh số 550 triệu đô, trong khi là 300 sản phẩm mà 365 ngày mà 3.18 tỷ. Để mọi người hiểu được, hãy rất muốn mọi người phải tìm hiểu thêm cái TR90, đặc biệt là sắp tới này tháng 7 thị trường Việt Nam nó sẽ là cái chương trình LTO, là giới hạn cho những nhà phân phối Việt Nam tháng 7 này là doanh số nó còn sẽ dự đoán sẽ còn cao hơn nữa nha. Ok, thì bây giờ là gần đến cái phần cuối đó, thì hãy nói cho mọi người biết về cái phương thức phân phối của những dòng sản phẩm Nu Skin như thế nào. Thì các anh chị em biết là hiện nay đó, là với những cái công ty mà về phân phối theo hình thức truyền thống đó, giống như là ví dụ như là Nike là nó bán giày đi, hay là Shiseido hay Lancome đi, mọi người thấy là nó phải phân phối qua cái gì? Là nó phải là thuê những cái cửa hàng. Thí dụ như ở trong Fashion Plaza hay là Diamond Plaza gì đó, đúng không? Rồi xong rồi nó phải thuê những cái cô nhân viên bán hàng đứng ở đó, rồi cũng như nó phải trả tiền quảng cáo rất là nhiều để mà coi như là cho người ta biết được những dòng sản phẩm của nó. Thì đối với Nu Skin á, thì nó lại có phương thức phân phối khác, nó kêu là Direct Selling, có nghĩa là nó trực tiếp đến cái người tiêu dùng. Có nghĩa là như vậy đó, thay vì những cái công ty truyền thống á, là nó sẽ tốn ra là khoảng là 30-40% các chi phí á, để mà chi phí quảng cáo, để mà thuê mặt bằng, thuê nhân viên, rồi trả tiền này nọ này kia đó. Thì thay vì như vậy đó, thì nó lại là hình thức là như thế nào? Nó chuyển thành cái hoa hồng, có nghĩa là thay vì nó trả cho quảng cáo này kia, thì nó chuyển thành cái hoa hồng để dành cho những cái người khách hàng mà đã xài những cái sản phẩm của Nu Skin và đã thấy thích, và đi chia sẻ cho những người còn lại. Ok, nên cái này á, để mà mọi người thấy vậy nè, bạn và tôi, có nghĩa là chúng ta đang làm cái chuyện này hàng ngày. Giống như bây giờ, ví dụ Hải ở bên Việt Nam, Hải đi về Sài Gòn chơi, Hải có bạn bè ở bên Sài Gòn, Hải sẽ hỏi này, ê hôm nay là Hải về Sài Gòn chơi, có cái nhà hàng nào ngon không chị, hay đi ăn với. Thì cuối cùng những người bạn của Hải họ đã ăn ở những cái nhà hàng đó rồi, họ chỉ cho Hải đến cái nhà hàng đó ăn, cùng Hải đến đây ăn, tự nhiên cái ông chủ nhà hàng đó có một cái thu nhập vô từ cái lời giới thiệu bạn Hải, nhưng mà người bạn Hải không được gì hết, tại ông chủ đâu phải tốn tiền cả tất cả chi phí khác. Nhưng mà đối với Nu Skin á, khi mà người bạn Hải họ ăn rồi, họ thích rồi, họ giới thiệu cho Hải đó, thì tự nhiên là ông chủ nó thay vì đi trả cho báo chí nào này kia, thì ông sẽ cảm ơn người bạn Hải bằng cái tiền khoe học. Thì có nghĩa là Nu Skin sẽ phân phối trực tiếp đến người khách hàng, và thông qua những cái người mà khách hàng sử dụng và thấy thích và chia sẻ cho những người còn lại. Ok, và tính đến nay đó là 2012 đó, là Nu Skin đã chi trả là gần 1 tỷ đô la là tiền hoa hồng ở trên toàn cầu nha. Đây là cái hình thức kinh doanh nó kêu là Direct Selling, có nghĩa là trực tiếp đến cái người tiêu dùng. Ok, đây là một cái mà thu nhập bình quân. Thì cái này á, là từ Nu Skin nó được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York Stock Exchange, nên là nó bắt
buộc là phải đưa cái con số này ra, vì đây là cái con số do một cái công ty mà kiểm toán thứ ba ở bên Mỹ này đứng ra để mà công bố nha. Cái này nó không phải là một cái để đưa lên cho mọi người thấy để mọi người cảm thấy là tiền bạc gì hết, nhưng mà đây để cho mọi người thấy nếu mà mọi người quyết tâm mà xây dựng hệ thống với Nu Skin á, thì đây là những cái thu nhập mọi người có khả năng đạt được, vì đây là những cái thu nhập mà trung bình nha. Có người sẽ trên, có người sẽ dưới, nhưng mà đây là những cái trung bình của coi như là những nhà phân phối trên toàn cầu. Thì đối với những cái người mà xây dựng hệ thống á, người ta đi từ nếu mà mình là cái vị trí đầu tiên cái executive thì cái thu nhập nó khoảng là $400 thu nhập đều đặn hàng tháng. Còn nếu mà khi chúng ta mà có bốn người mà cùng là những người làm ăn của chúng ta mà cùng xây dựng hệ thống của chúng ta đó, thì chúng ta có thu nhập trung bình đó là khoảng $2,700 tiền đều đặn hàng tháng. Cũng như nếu chúng ta mà có 8 người á mà cùng làm ăn với chúng ta để mà xây dựng hệ thống khắp nơi toàn cầu được đó, thì chúng ta sẽ có thu nhập trung bình khoảng 10,000. Và nếu mà vị trí của các anh chị em mà từ 12 người trở lên đó, thì nó kêu vị trí Blue Diamond á, thì cái thu nhập trung bình á là khoảng là 50,000 một tháng. Thì đây là cái tiền mà đều đặn nó vào, nó khác với lại cái thu nhập mà mình đi làm công ăn lương. Để cái này nó tương đương với anh chị đi mua nhà cho thuê đó, thì như vậy là nhiều khi mình đi chơi, mình đi chỗ này chỗ kia chơi nhưng mà tiền nó vẫn vào, nó kêu thu nhập đều đặn là như vậy ha. Thì đặc biệt á, là khi mà các anh chị em mà bắt đầu có 4 người mà cùng xây dựng hệ thống với mình á, là vị trí mình là Ruby á, thì lúc đó Nu Skin nó sẽ có những cái chuyến du lịch tưởng thưởng cho mọi người. Thì giống như là ở bên Mỹ thì sắp tới nó sẽ có chuyến đi là Punta Cana, là một cái địa danh mà du lịch mà về biển rất là nổi tiếng ở vùng Caribbean bên này. Cũng như bên Việt Nam đó, thì trong năm nay nếu mà các anh chị em mà đạt được cái vị trí Ruby là có 4 người cùng xây dựng hệ thống với mình á, thì tháng 3 năm sau tập đoàn Nu Skin nó sẽ trả coi như là hoàn toàn miễn phí hết 2 người trong gia đình của mình là đi du lịch tưởng thưởng là toàn bộ là ở những cái resort là 5 sao nổi tiếng, ok, mà hoàn toàn miễn phí 2 người. Thì 5 sao nó sẽ cho đi Nhật Bản, Osaka, Kyoto á, là 4 ngày 3 đêm và từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3. Ok, nên đây là một số những cái là tại vì Hải thật sự bây giờ mà Hải vừa rồi hai vợ chồng cũng được cho đi Bermuda, xong đi Hawaii, sắp tới thì nó sẽ cho đi Jackson Hole, và năm sau thì Hải cũng sẽ đi Punta Cana với tất cả những người bạn bè làm ăn của Hải. Ok. Thì tầm nhìn của tập đoàn Nu Skin á là trở thành cái công ty tạo ra cái nguồn thu nhập cao nhất cho đội ngũ nhà phân phối so sánh với tất cả các công ty khác. Hiện nay tập đoàn Nu Skin á là trên các công ty direct selling cho thị trường chứng khoán New York Exchange, thì Nu Skin là công ty trả hoa hồng cao nhất so với các công ty khác ở trên thị trường chứng khoán New York Stock Exchange. Nó trả là up to, có nghĩa là lên đến 43% hoa hồng nha. Giống như là cái tầm nhìn của nó khi nó đã khẳng định như vậy rồi, và hiện nay nó đã thể hiện thực tế là hiện nay nó trả cao nhất là up to 43% hoa hồng. Và tính đến nay 2013 vừa rồi đó, là tập đoàn Nu Skin đã có 1,000 thành viên có thu nhập trên $1,000,000 năm 2013. Và tính trung bình đó là trên toàn cầu á, là cứ mỗi 3 ngày thì sẽ có một thành viên làm câu lạc bộ triệu phú đô la mỗi 3 ngày. Đương nhiên cái này không phải là ai cũng làm được cả, nó tùy theo cái quyết tâm, nó tùy theo cái khả năng của mỗi một người. Nên là cái này không phải là cái để nói các anh chị em, để anh chị em nói là thì làm cái này xong 5 thành triệu ra, cái này hoàn toàn không có. Nếu mà chúng ta có quyết tâm cao, chúng ta xây dựng hệ thống, chúng ta theo được cái hệ thống, thì cái này hoàn toàn chúng ta có thể đạt được, vì chúng ta đã có những người đi trước và họ đã đạt được những con số này nha. Ok, thì để làm sao mà có thể đạt được những cái mà thành công với Nu Skin á, thì Nu Skin hiện nay đặc biệt nó có cái hệ thống nó kêu là One Team Global System 7, có nghĩa là hệ thống này là cả toàn cầu nó đang sử dụng để có thể hỗ trợ và đào tạo để mà giúp cho các anh chị em nhà phân phối có thể trở thành những cái người mà quản lý, và sau đó mình sẽ sao chép và nhân rộng cái hệ thống của mình ra khắp nơi trên toàn cầu. Và toàn bộ hệ thống này ở Việt Nam cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, ở Úc cũng vậy, ở Đức và Korea cũng vậy. Như vậy mình mới có thể mình làm, là không phải trong giới hạn ở Sài Gòn hay là giới hạn ở Việt Nam hay giới hạn ở Mỹ nữa, mà như vậy mình có thể làm toàn cầu và tất cả họ trợ nhau. Giống như ngày hôm nay các anh chị em ở bên Sài Gòn nghĩ là chỉ có một số anh chị em ở Sài Gòn ngồi nghe các bà nói chuyện hay là khoa học gia Hana sắp nói chuyện thôi, nhưng mà thực sự trên webinar, có nghĩa là trên internet bây giờ được truyền trực tiếp đó, là có những anh chị em ở Mỹ, ở Úc cũng như các tỉnh thành khác Việt Nam cũng đang lắng nghe cái chương trình ngày hôm nay. Nên là nó rất là tuyệt vời. Và khi nếu các anh chị em đã quyết định mà tham gia đó, thì như vậy thì anh chị em sẽ biết thêm về cái OTG System 7 để mà có thể hỗ trợ và đào tạo giúp các anh chị em thành công như thế nào nha. Ok, thì cái bài Hải đã coi như là sắp kết thúc rồi, thì Hải muốn tóm gọn lại cho mọi người đó là năm cái mà hồi nãy vừa mới nói xong, mọi người thấy không? Hải vòng vòng năm cái là thứ nhất á, là cái về công ty, thứ hai là về cái
về cái thời điểm, về cái nhu cầu, thứ ba là về cái sản phẩm, về cái công nghệ, thứ tư về cái chính sách trả thưởng, thứ năm là về cái hệ thống hỗ trợ đó. Nên là cái tương lai của Nu Skin đầy hứa hẹn, thì mọi người phải nhớ là hiện nay á là nó đã sở hữu độc quyền cái công nghệ đột phá về gen là cái ASOS Technology, và hiện nay nó có những cái sản phẩm độc quyền mà chỉ có tập đoàn Nu Skin mới có được, ok. Cũng như đây là cái cơ hội kinh doanh độc đáo mà có những cái chính sách trả thưởng là cao nhất trong các công ty thị trường chứng khoán New York Exchange, cũng như là những cái thành tích đã được minh chứng ở trên Forbes Magazine, ở trên American Business Award, ở trên CNN, ở trên Discovery Channel nha. Thì như vậy thì sau khoảng 40 phút vừa rồi hãy vừa trình bày cho mọi người đó, thì bây giờ các anh chị em mình là muốn tập trung vào cái gì ha. Thì giờ nếu mà các anh chị em muốn tập trung vào sử dụng sản phẩm để trải nghiệm biết như thế nào, hay các anh chị em muốn tập trung vào là thấy được cái cơ hội này nó lớn để mình có thể phát triển được ở Việt Nam, mình phát triển được ở Mỹ, ở Úc, ở các châu khác nhau để mình có thu nhập đều hàng tháng, hay là các anh chị em muốn là tập trung vào cả hai ha, thì nếu các anh chị em muốn sử dụng sản phẩm này, các anh chị em quan tâm cái gì về dưỡng da, về năng lượng, về hình dáng hay về sức khỏe, các anh chị em có thể nói chuyện thêm với lại các anh chị em bên Việt Nam để hỗ trợ mọi người thêm. Còn nếu các anh chị em mà quan tâm về kinh doanh hoặc là cả hai đó, thì các anh chị em cho những người mà dẫn mọi người tới đó là các anh chị em đang ở trong giai đoạn nào ha. Nếu mà 1 đến 3 có nghĩa là các anh chị em đang không biết sao, ok, thì cái gì là không có gì hết đó. Các anh chị em cứ trải nghiệm sản phẩm đi rồi từ từ mình sẽ tiến tới. Còn nếu các anh chị em ở cái mức mà 4, 5, 6, 7 có nghĩa là các anh chị em có interest đó, muốn tìm hiểu thêm, thì lúc đó các anh chị em có thể là nhờ những người mà mời tới ngày hôm nay để đưa thêm những thông tin các anh chị em. Còn đặc biệt các anh chị em nào mà có cái đầu óc kinh doanh và thấy liền cái cơ hội này 8, 9, 10 đó, thì hãy rất là muốn mọi người là liên lạc ngay với cái người mời mình đến đây để mà có thể hướng dẫn ngay là những cái bước khởi nghiệp và dành cho nhà phân phối như thế nào để mà mình có thể là bắt đầu là cái cơ hội Nu Skin này nha. Để mà như vậy thì như vậy là chúng ta vừa bắt đầu vừa học và vừa làm để làm sao chúng ta có thể thành công, ok. Nên là nếu mà như vậy đó là các anh chị em thấy đó, một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng á là không còn là giấc mơ mà đó là một cái sự quyết định. Giống như bản thân của Hải đó, là hơn 1.5 năm trước đó, nhờ có cái cú điện thoại rất đơn giản của mẹ Hải, chỉ là tao đi ăn với lại mấy bà bạn của tao bên này, nghe cái tập đoàn tỷ đô la ở Dương Thành sắp về Việt Nam, mà Hải đã có cái quyết định mà dẫn đến là bây giờ hai vợ chồng rất là thoải mái đi đây đi đó, đi khắp nơi và có cái nguồn thu nhập đều đặn coi như mỗi một tháng như thế. Nên là Hải rất muốn các anh chị á là làm sao mà hôm nay tìm hiểu thật là kỹ và có một cái quyết định cho mình, và chúc các anh chị sẽ thành công. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, chuyển lại cho Bích Ngân để có thể mình tiếp tục chương trình, để vì sau này thì mình sẽ có là một số các anh chị sẽ chia sẻ cho mọi người biết ha. Hello Bích Ngân.